Thông tư 06 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 cho phép khách hàng có thể vay vốn tại ngân hàng có lãi suất thấp để tất toán khoản vay có mức lãi suất cao hơn ở ngân hàng khác. Quy định này theo Ngân hàng Nhà nước sẽ không làm chạy tín dụng từ ngân hàng này qua ngân hàng khác, mà là giải pháp để các ngân hàng giảm lãi vay cạnh tranh nhằm giữ chân khách hàng. Như vậy, thay vì kêu gọi các ngân hàng giảm lãi suất cho vay và chờ đợi tín hiệu chậm chạp từ các ngân hàng thương mại, thì thông tư 06 được kỳ vọng sẽ khiến mặt bằng lãi suất giảm một cách nhanh chóng và thực chất hơn. Dẫn đầu làn sóng cho vay trả nợ lại tổ chức tín dụng khác là các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước. Vietcombank có gói tín dụng với lãi suất từ 6,9% một năm trong 6 tháng đầu, hoặc 7,5% một năm trong 12 tháng đầu, hoặc 8% một năm trong 24 tháng đầu. BIDV áp dụng lãi suất vay từ 6,8% một năm. Khách hàng có thể được vay vốn với thời gian lên đến 30 năm, có thể dùng chính sách tài sản đảm bảo đang thế chấp tại tổ chức tín dụng khác hoặc tiền gửi bất động sản của khách hàng, người thân. Vietinbank hỗ trợ khách hàng có nhu cầu vay vốn trả nợ trước hạn tại các ngân hàng khác với lãi suất từ 5,6% một năm, mục đích sản xuất kinh doanh, và 7,5% một năm mục đích vay tiêu dùng. Không chỉ khối ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần cũng triển khai chương trình này. Giới chuyên gia tài chính đánh giá cao động thái này của các ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế hấp thụ vốn kém như hiện nay. Tăng trưởng tín dụng của chúng ta rất là yếu, và thậm chí nhiều ngân hàng tăng trưởng âm, thì buộc họ phải đưa ra các gói cho vay ưu đãi lãi suất, thì khiến cái lãi suất cho vay của những người vay cũ, họ đang vay cái lãi suất cao thì họ sẽ có lựa chọn và họ có thể vay đảo nợ, tức là họ chuyển sang ngân hàng mới với lãi suất thấp hơn, thì đấy cũng là một cái tốt cho cái nền kinh tế. Tại Đà Nẵng, theo Ngân hàng Nhà nước, các doanh nghiệp và ngân hàng đã bắt đầu có những thương lượng để đi đến giảm lãi suất cho vay. Chỉ khi kết quả thương lượng không đạt như mong muốn thì khách hàng mới tính đến chuyện di chuyển khoản nợ. Bởi thực tế, khẩu vị rủi ro của các ngân hàng là khác nhau. Khách hàng của những ngân hàng này chưa chắc đã đủ điều kiện để vay vốn ở những ngân hàng có lãi suất thấp hơn, chưa kể các phát sinh chi phí cho một hợp đồng vay vốn mới. Cái khoản vay đó sang một ngân hàng khác thì bản chất là ngân hàng khác họ cũng phải thẩm định lại cái tài sản đảm bảo của tôi cho cái khoản vay đó, và cái công thức vẫn là liên quan đến những câu chuyện khẩu vị của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam. Trước đây thì ngân hàng nhà nước hay kêu gọi các ngân hàng thương mại giảm lãi suất để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Nhưng mà các ngân hàng thương mại thì hầu như là cái việc giảm lãi suất rất là chậm theo cái kêu gọi của ngân hàng nhà nước. Thì bây giờ bằng cái cơ chế này ban hành ra thì tự động là các ngân hàng thương mại buộc phải giảm lãi suất cho khách hàng, bởi vì nếu như không giảm thì khách hàng có tìm kiếm cái cơ hội khác ở nơi ngân hàng có lãi suất thấp hơn. Tất nhiên là những cái điều kiện vay vốn thì nó vẫn phải tuân thủ theo quy định của ngân hàng nhà nước thôi, chứ không phải là mình nới lỏng cái điều kiện. Thì tuy nhiên tạo ra một cái cơ chế như thế này để cho cái việc giảm lãi suất nó đi vào thực chất. Hiện các ngân hàng đang cho vay ưu đãi lãi suất chỉ trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó sẽ thả nổi. Do đó các chuyên gia cũng lưu ý người vay cần tính toán kỹ cả biên độ thả nổi sau này trước khi quyết định chuyển khoản vay sang ngân hàng khác.